Rất vui gặp lại em trong chương trình học vật lý online. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp một cái bài tiếp theo, đó là bài số 11, lực hấp dẫn và định lực vạn vật hấp dẫn. Thì đầu tiên mấy em có thể nhìn lên màn hình, chúng ta sẽ thấy là gì đây? Có một cái cây, ở đây mình có thể gọi là cây táo. Thì bây giờ thí dụ như là mấy em thường thấy là khi mà trái chín thì nó sao đây? Thường có những trái này nó sẽ rụng lên đất. Bây giờ vấn đề đặt ra của ta là tại sao? Vì sao trái táo lại rơi xuống? Đây là một trong những cái giả thuyết đầu tiên của Newton để ông ta đã đưa ra được. Từ đó, từ một cái suy nghĩ rất là đơn giản là vì sao trái táo rơi, thì ông ta đã đưa ra một cái định lực gọi là định lực vạn vật hấp dẫn, là định lực cho mỗi vật đều luôn luôn có cái lực này, đó là gọi là lực hút giữa các vật. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em phần ôn tập lý thuyết và một số bài tập về cái phần lực hấp dẫn và các định lực vạn vật hấp dẫn. Đầu tiên thầy sẽ tóm tắt cái phần lý thuyết cho mấy em. Đó là ta sẽ thấy là định lực vạn vật hấp dẫn nói lên là sự tương tác giữa hai vật có khối lượng. Đó là điều kiện thứ nhất ha. Tương tác giữa hai vật có khối lượng và lực hấp dẫn chính là lực hút trong trường hợp này. Ta thấy là nếu như ta có vật M1 và M2 tương tác với nhau bằng lực hấp dẫn, là mình thấy là nếu vật 1 tác dụng lên vật 2 một lực F12 thì ngược lại vật 2 cũng sẽ tác dụng lại vật 1 một lực là 21. Đây là tuân theo định lực 3 Newton. Bây giờ ta thấy là hai lực F12 và F21 cùng phương ngược chiều nhưng mà điểm đặt khác nhau trên hai vật. Định lực này nói lên là mối liên hệ sẽ rút ra được là gì? Lực hấp dẫn nó tỷ lệ thuận với tích hai khối lượng của hai vật và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai vật trong trường hợp này. Và cái hằng số tỷ lệ người ta gọi là hằng số hấp dẫn nó sẽ bằng R bằng 6,67 nhân 10 mũ trừ 11 Newton nhân mét bình trên kg bình. Trong công thức này thì mình thấy là F hấp dẫn, tức là FHD mà người ta gọi là tên là lực hấp dẫn, và lực thì đơn vị của nó là Newton, M1, M2 là khối lượng của hai vật và đơn vị là kg, R là khoảng cách giữa hai vật, khoảng cách ở hai vật. Trong trường hợp này mình thấy là những cái vật của mình thì khoảng cách giữa hai tâm của vật, còn hai chất điểm, hoặc là mình sẽ nói là khoảng cách giữa hai chất điểm. Đó, định lực này nói lên là sự hút của hai vật, tức là sự tương tác của hai vật. Tuy nhiên ở đây là có những cái điều kiện là những vật này phải đồng chất ha. Những vật này phải là mình phải thấy là luôn luôn mình xét là nó phải có kích thước là gì đáng kể, hoặc là những cái kích thước khối lượng mà quá nhỏ thì mình sẽ thấy là trong trường hợp lực hấp dẫn nó sẽ rất nhỏ. Cho nên là mình cảm thấy là trong hai người ngồi gần kế nhau mà mình đâu có cảm giác rằng hai người này hút nhau trong trường hợp này. Đó là công thức định lực vạn vật hấp dẫn. Rồi cái một trường hợp riêng của lực lặng dạng vật hấp dẫn đó là trọng lực. Trọng lực là lực hấp dẫn giữa trái đất và cái vật đó. Em thấy rõ ràng là một vật nào, bất kỳ một vật nào nó cũng rơi xuống trái đất, là lý do là nó nằm ở gần trái đất và khối lượng của trái đất quá lớn, nó không thể kéo trái đất về phía nó mà bị trái đất kéo về phía trái đất ha. Bị trái đất kéo nó về phía trái đất. Trong trường hợp này cho nên là mình thấy là cái trọng lực của vật luôn luôn có phương thẳng đứng hướng xuống. Thì trong trường hợp này người ta thấy được rằng trọng lực cũng chính là cái lực hấp dẫn tác dụng lên vật trong trường hợp này. Và ta thấy là gì? Cho nên ta B bằng F hấp dẫn, cho nên ta có là B của ta mình thì bằng là MG. G thì sẽ bằng là MG và bằng G, M nhỏ, M lớn chia cho R cộng cho H bình. H là độ cao của vật so với mặt trái đất. Còn R trong trường hợp này nó là bán kính trái đất. Thường thì trong bài tập của mình lấy bán kính trái đất là 6.400 km. Rồi từ đó ta sẽ rút ra được. Và ở đây ta sẽ rút ra một cái đại lượng mà luôn luôn phụ thuộc độ cao mà hồi cái chưa bài số 4 ta học, đó là sự rơi tự do. Ta nói G là gia tốc rơi tự do và nó phụ thuộc vào nơi làm thí nghiệm. Cho nên ta thấy là trong trường hợp này G của ta sẽ rút ra M nhỏ đơn giản, thì ta sẽ G của ta rút ra được là nó sẽ bằng là G lớn M lớn chia cho R cộng H tất cả bình. Và nếu như mà tôi đây thấy là trong công thức này thấy là cái G nó phụ thuộc vào độ cao, càng lên cao thì có phải là cái gia tốc rơi của ta nó sẽ càng nhỏ lại ha. Càng gần mặt đất thì cái gia tốc của ta nó sẽ càng lớn. Nếu mà tôi rút cái R bình ra, tôi rút R bình làm thửa chung và tôi đặt R0 trong trường hợp này thì tôi sẽ có là R bằng R0 chia cho 1 cộng H chia cho R ha. Rồi trong trường hợp này là đối với trái đất thì M lớn sẽ là khối lượng của trái đất, R là bán kính trái đất, H là độ cao của một vật so với bề mặt trái đất.
Nếu như mà H của ta rất rất nhỏ so với R, chẳng hạn như những trường hợp ta thấy là những cái ghế đặt trên mặt đất hay là những cái gì đó trên mặt đất, gần mặt đất, thì ta thấy là cái độ cao của vật nó rất nhỏ so với bán kính dưới đất là 6.400 km, cho nên ta có thể bỏ qua cái đại lượng H này. Thì từ đó ta sẽ là G, tôi đặt là G0 bằng là GM lớn chia cho R bình. Trong trường hợp này người ta gọi là gia tốc rơi tự do của những vật gần mặt đất ha. Thì ta thế lên trên thì ta được là R0 chia cho cái phần là 1 cộng cho H chia cho R bình. Trong trường hợp này tất cả bình ha. Đây là những phần mà ta thầy đã nói về ôn cái phần về lý thuyết cho mấy em. Có hai cái phần trọng tâm quan trọng nhất, đó là phần định lực vòng vật hấp dẫn và phần là trọng lực là trường hợp riêng của lực hấp dẫn. Bây giờ ta sẽ qua áp dụng một số bài tập để ta làm thử coi ta sẽ nhớ được những gì của định lực vòng hấp dẫn và những định lực vòng hấp dẫn nó có tính chất như thế nào.